Okay, so now you read after me. Các bạn sẽ đọc theo cô ạ. Health. Health. Healthy. 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 Health. Healthy. Again. Health. Healthy. Unhealthy. Unhealthy. Junk food. Junk food. Junk food. Put on weight. Put on weight. Weight. Health. Health. Healthy. Healthy. Unhealthy. Unhealthy. Junk food. Junk food. Put on weight. Put on weight. Have flu. Have flu. Sports. Sports. Allergy. 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 Sunburn. Sunburn. Sunburnt. Sunburnt. Sunburned. Sunburned. Sickness. Sickness. Sick. Sick. Regularly. 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 Avoid. 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 Okay, so now you turn on the speaker, please. Các bạn bật mic của mình giúp cô ạ. Chúng ta sẽ luyện tập một lần cho chắc nhé. Mình bật mic giúp cô ạ. Khánh Ly, Bảo Trân. Alo. Alo, alo, alo. Okay. Huyền, Hà My ạ. Linh Chi, Quốc Lợi. Alo, alo. 1, 2, 3, 4, alo, okay. Alo, chúng ta sẽ không nói linh tinh nha. Cô đọc và các bạn sẽ đọc theo luôn ạ. Health. 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 Healthy. Healthy. Cô chỉ thấy có bạn Tiến đọc thôi, những bạn khác thì sao ạ? Healthy. Healthy. Unhealthy. Unhealthy. Junk food. Junk food. Junk food. Put on weight. Put on weight. Put on weight. Put on weight. Have flu. Have flu. Have flu. Allergy. 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 Sunburn. Mấy cái sunburn. 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 Sickness. 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 Sick. 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 Rồi. Ô, cô ơi, mic cái thứ nào cô ạ? Ok, bạn Thư có thể tắt mic giúp cô nhé. Chắc mic bạn có vấn đề về tai nghe đấy. Ok, tired. 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 Ba đọc chậm từ này. Regu. Regularly. Regularly. Regularly.
Avoid. 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 Okay, again. Now you read up to read on what this. What this? Help. 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 What this? Healthy. Healthy. Very good. And next one. Unhealthy. Healthy. Phải mỗi bạn mì đọc thế. Những bạn khác cố gắng đọc đi em. Next one. Junk food. Junk food. Ok, mới có ba bạn đọc ạ. Put on weight. Put on weight. Yes, put on weight. Next one. Have a flu. Have flu. Okay, next one. Squat. 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 Yeah, next one. Angry. Yeah. Angry. Allergy. Allergy. Yeah, allergy. Regularly. So now we will play a game, please. We will play game. Yes. Yes. Yeah. Quizzes.com. Is it .com? Ta sẽ có gửi đường link cho các bạn nhé. Các bạn sẽ nhấn vào đường link ở trên phần chat. Được chưa ạ? Và sẽ vào thi. Đấy, bài thi kiểm, cái bài kiểm tra này. Cô lấy link cho các bạn đã. Copy, nhấn trong phần chat nha. Cô gửi phần chat hả cô? Ờ, cô gửi phần chat. Các bạn mở phần chat ra cho luôn, đỡ phải vào nhóm. Ok. Cô đã gửi rồi ạ. Mình nhìn trong phần chat giúp cô ạ. Recording in progress. Recording in progress. In progress. Mật mã là, code là 573062. Ô cô ơi, em vẫn không thấy. Hả? 573062. Không thấy à? Vâng. Ok, vậy cô sẽ gửi cái này qua nhóm Zalo nhé. Vâng. Ok, qua nhóm Zalo luôn ạ. Nhóm Zalo. Cô lạ nhỉ, sao cô giáo gửi trong phần chat tóc các bạn lại không thấy là thế nào? Thấy cô, nhưng mà vào nó không có chữ, nó không hiện lên chỗ viết mã của bạn, nó hiện lên cái gì? À hả? Người ta bảo người ta bắt đăng nhập, người ta bắt đăng nhập. Chả bắt đăng nhập à? À vậy thì là nó qua cái phần đấy à? Thôi được rồi, vậy cô giáo các bạn ghi như này nhá. Ghi như này. Ghi là joinmyquiz.com. Đây. Sao chép địa chỉ liên kết. Ta thử phần chat nhé, để lần sau nhớ không vào còn biết luôn. Thử cái vào dưới cô xem nào. Thử cái dưới ạ. Được rồi cô ạ. Ờ, thử cái bên dưới nhá, thử cái link bên dưới. Rồi, code vẫn như cũ ạ, 573062 ạ.
À đây cô thấy các bạn vào rồi. Ngọc Hân. Cô thấy bạn Ngọc Hân ạ. À? Cô thấy Bảo Trâm ạ. À? Bảo Nam. Ngọc Anh. Ngọc Ánh. Linh Chi. Mình ấn vào đường link cô vừa gửi ấy. Yến Nhi. Nhấn họ tên và sau đó nhấn cái mã đấy vào. Phương My. Khánh Ly. Thư. Janice Du là ai đây? Tờ Janice Sư mà. Đứa nào viết ngu thế? Janice Du là ai? Thu Huyền. Trinh. Viện Hữu là của ai ạ? À? Sao có cái tên lạ nhỉ? Viện Hữu là của ai? À, nếu có, không phải cô em, Victor cô, nhé. Em. Của ai nhỉ? Em là ai? Em là Tiến. Vâng, à, vâng. À. Thế còn Janice Du của ai đây? Janice Du của ai? Cô kích một cái là mất chơi luôn nhá. Ok, cho phép các bạn sử dụng tất cả các tài liệu mà mình có. Được chưa? Còn bạn nào chưa vào được không ạ? À? Cô không thấy bạn Cường ạ. À. Trà My chưa thấy ạ. À. Trà My đây rồi, lượng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 15, mới có 15 bạn. Chúng ta đang có người tham gia là 17 ạ. Hai bạn nữa là bạn nào ạ? Thì Hồng chưa thấy ạ. Hồng ơi, Hồng vào được chưa ạ? Cô em chưa ạ. Ờ, vào đi em. Cô chưa thấy bạn Hồng và bạn Cường ạ. Ơ, bạn Cường lại bị out ra rồi. Ờ, vậy có một bạn nữa ngoài bạn Hồng ra là bạn Hải Anh. Hải Anh chưa vào ạ. Không thấy bạn Hải Anh. Không thấy bạn Hồng. Em ơi vào đi. Cô cử bật lô cho em chứ em không phải có chất đâu cô ạ. Có thế à? Ừ. Ok. Sẽ gửi ca lô luôn. Thị Hồng đúng không ạ? Bạn chờ một phút nữa nhé. Làm gì? Mã code. Dạ, ngoài này lắc cái nữa, ông bà nó chứ. Bán mã code cửa bằng điện thoại. Bạn Hồng mã code là 573062 ạ. À? 573062. Mã code nhé, 573062 bạn Hồng nhé. Ok, bắt đầu chơi ạ. À? Thank you.
đang dẫn đầu. Tiến đang lên số thứ 3 rồi. Lại Khánh Ly. Trà My Hải Anh không thấy làm. Có làm thì còn sai hết. Bạn làm mấy câu vẫn xem, vẫn là trong từ mới các em vừa học mà. Jenny Du không làm, Khánh Ly bỏ nick này rồi nick kia. Còn bạn Thư ở bạn Bảo Trâm ạ, bạn Lượng ạ, Ngọc Ánh ạ. Em có làm đang làm mà không làm được nữa không ạ? Ừ, đang làm máy bị đơ. Còn bạn Lượng và Ngọc Ánh nữa thôi ạ. Ngọc Ánh ạ. Bảo và Nam nay làm kém thế. Hôm trước làm gần như là dẫn đầu ấy. Ở đây vẫn hồng vàng. Còn Ngọc Ánh, Bảo Nam và Hồng ạ. Anh còn một câu nữa làm nốt em. Yến Nhi với Hải Anh bây giờ mới vào được. Cô giáo dành cho các bạn 2 phút nữa thôi nhá. Chị Hồng còn một câu nữa. Yến Nhi đang tiếp dưới là vươn lên số 6 rồi. Phải anh chắc máy lại có vấn đề gì rồi đấy. Đang làm mới được có một câu này. Anh có câu không? Hình như là 7 câu cô làm ạ.
ok, bọn em làm 7 câu xong rồi. Có những câu mình phải điền đấy. Năm sáu bảy câu mà you and the blanks. Ok, time's up. Yến Nhi khẩn trương nào. Ok, bạn Yến Nhi đã xong. Vậy cô giáo dừng phần cô chơi ở đây nhé. Want to end. Top 3 người này. Yến Nhi là 1, Phương My là 2, Bảo Bảo Nam là 3. Bảo Nam xếp thứ tự số 1. Lỗi ở câu số 3. Câu số 3 này nhiều bạn lỗi thế nhỉ? Có gì lỗi được nhỉ? Yến Nhi xếp số 2. Yến Nhi đúng hết nhưng mà lại thời gian lại chậm hơn các bạn rất nhiều. Phương My xếp thứ 3. Linh Chi xếp thứ 4, Khánh Ly thứ 5. Thứ 6 Phương Trinh, thứ 7 Hồng, 8 Thư. Thư dạo này hay xuống dưới nhỉ. Lượng 9, 10 Tiến. Tiến lúc nãy tít ở trên là Thu tít dưới. Bảo Trâm 11, Thu Huyền 12, Ngọc Hân bị lỗi ra rất nhiều này. Tức là chắc là bị mạng đơ đúng không? Xong các bạn ra đây. Em đi giỏi là cô dừng đấy à? Thì được đến đấy cô ạ. Ok. Rồi, cô giáo á, sửa luôn cho các bạn phần question nha, review question. Các bạn ạ. Ok, số 1 là junk food. Cái này là gà đấy ạ. Ôi, em vẫn phần từ vựng cô ạ. Đáp án, hả? Vẫn phần từ vựng cô ở trên màn hình cô trình chiếu không ạ? Thế hả? Xin lỗi nhá. Vẫn đang chiếu phần từ vựng à? Đây, bạn nhìn thấy giữa bảng xếp hạng chưa ạ? Mình nhìn thấy bảng xếp hạng của mình chưa ạ? Rồi, đấy chính là phần bảng xếp hạng nha. Bây giờ cô giáo quay trở lại phần cái bài đấy và chữ thực nhanh thôi ạ. Chắc các bạn vẫn đang nhìn thấy màn hình của cô đúng không ạ? Now number one is junk food. Các bạn lưu ý là junk food ở đây là không có ấy đâu nhá, không có s, không có s. Junk food. Đáp án là câu phần C này. Câu số 2 ạ. Show answer. Ở đây là cái từ này mang gọi là put on weight, tăng cân. Đang bé to dần to nhất. Tiếp theo ạ, sunburn. Và cô giáo tích cả A và B, tức là tích cả hai đáp án này, bạn nào tích cái nào cũng được. Được chưa? Sunburn này, sunburn. Hai lần đều là hai cái đáp án này nhưng mà nó vẫn cho sai cô ạ. Sao nó cho sai? Nên là bọn em sai cả ba. Các em tích một cái đúng không? Rồi em tích một cái nó vẫn sai. Tại vì là mình phải tích hai cái, mình phải đọc kỹ cái đề, bài có những cái đề mà nó. Thôi được rồi, buổi sau người ta sẽ không cho cái kiểu mà hai cái như thế này, nếu mà hai cái như này các bạn sẽ nó thành lỗi đúng không? Quý thưa, cô này bị nào đây ạ? Allergy. Cô này bị dị ứng tay rất là nhiều nốt. Đôi khi là các bạn sẽ bị nhầm thành đáp án là spot, bởi vì là nó có mụn nhọt, nhưng đây không phải là mụn, đây là bị dị ứng nhỉ. Đây mới là mụn ạ, spot. Em có thể điền spot sờ bình thường là sờ hoa đều đúng ạ. Cô này bị nạ cảm cúm ạ. Đây, cảm cúm. Đang hát hơi cảm cúm. Flu. Rồi, kẹp nhiệt độ. Đúng ạ. Đang bị ốm, bị mệt. Tired. Em có thể điền S thường hoặc S hoa. Chính là cái phần từ vựng mà các bạn vừa mới học xong. Đúng ạ. Rồi chúng ta chuyển sang cái phần tiếp nhá. Mình chuyển sang cái bài học của cái phần kia.
Mấy mấy giờ rồi em nhỉ? 9:38. 37 à? Chúng ta sẽ học khoảng đến hôm nay mình học dư ra một tí nhá. Cho hết phần unit 1 hay là như nào đấy? Phần lesson 1. Các bạn có bận đi đâu không ạ? Mình sẽ học đến khoảng độ 9:50 nhá. Now you listen. Health. Unit 2. Page 16. Getting started. And read. Hi, Fong. Oh, hi. You woke me up, Nick. But it's 10 o'clock already. Let's go out. No, count me out. I think I'll stay at home and play Zooniverse on my computer. What? It's such a beautiful day. Come on. You already got enough sleep. Let's do something outdoors. It's healthier. What like, Nick? How about going swimming or cycling? They are both really healthy. No, I don't feel like it. You sound down, Fong. Are you okay? I do feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I'm putting on weight too. All the more reason to go out. No, Nick. Plus, I think I have flu. I feel weak and tired, and I might get sunburn outside. I won't take no for an answer. I'm coming to your house now. Ok, bây giờ sẽ dịch qua cái phần đoạn hội thoại này giúp các bạn ạ. Chào Phong. Ồ chào, bạn đang đánh thức tôi đấy Nick ạ. Nick ạ, nhưng mà bây giờ đã là 10 giờ rồi, hãy đi ra ngoài đi. Không, ý là từ chối không đi ra ngoài, tớ không đi ra đâu. Tớ nghĩ là ở nhà và chơi trò chơi Universe này ở trên máy tính của tớ. Cái gì thế? Trời hôm nay rất là đẹp, hãy đi đi mà. À, bạn thật sự, bạn thật sự cần ngủ ư? À, hãy đi làm một số thứ việc ở bên ngoài, nó sẽ khỏe mạnh hơn đấy. À, điều gì vậy Nick? À, thế còn về việc đi bơi thì sao? À, hay là đi đạp xe? Cả hai đều rất là tốt, rất là khỏe. À, không, mình không nghĩ vậy. À, bạn nên nghe Phong. Bạn có ổn không? Bạn có đồng ý không? À, mình nghĩ rằng rất là nhàm chán, cái việc đấy rất là nhàm chán. Mình ăn đồ ăn vặt vào mọi lúc và mình đang tăng cân. Ồ, rồi có rất nhiều lý do để đi ra ngoài. Không, Nick. À, chờ đã, mình nghĩ là mình đang bị cúm rồi. Mình đang cảm thấy rất yếu đi và mệt mỏi. Mình có thể là đã bị giảm nắng bên ngoài. Mình nghĩ rằng, mình không nghĩ đến nhiều câu trả lời đấy nữa. Mình sẽ đến ngay bây giờ. Được rồi. Đấy là đoạn hội thoại của hai bạn Nick và Văn Phong. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Người ta bảo là can you find a word or expression that means? Bạn sẽ tìm ra cái từ đấy, tìm ra nghĩa của từ đấy ạ. Và sau đó là chúng ta sẽ chỉ ra nghĩa. The name of a computer game. Cái tên của trò chơi là gì ở đây ạ? Johnny Vessel. À đúng rồi ạ. John. Johnny. Nevers. Cái tên này lạ nên là chẳng biết, không biết đánh. Ok. I don't want to. Bạn này không muốn gì ạ? Bạn kia rủ 10 giờ rồi, hãy đi ra ngoài đi. Bạn này bảo tôi với tôi ở nhà tôi chơi game. Vậy là bạn này không muốn gì nhỉ? Ra ngoài. Go out. I don't want to go out. Oh, call me out. No, call me out. Feeling sad. Cảm thấy mệt mỏi. Thì bằng với từ nào ở đây ạ? Kind of sad. I upset.
Hay upset? Câu nào nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Cảm thấy mệt chỗ à? Của phòng phòng thứ ba rằng chạm cái chỗ thứ hai. Phòng thứ ba. Phòng, phòng à? Thứ ba của What like Nick? Sao đeo phòng? À rồi, Kai upset, ok. Kai upset. Again. Tiếp theo ạ, becoming fatter. Béo lên thì gọi là gì ạ? Putting put on weight. Put on putting weight. Putting on weight, putting được không? Becoming. Cái này là putting. Yeah, putting on weight. Nó phải tương đồng với cái vế bên kia. And next one, don't accept it. Đừng từ chối, đừng chấp nhận. Thay bằng từ nào? Theo các bạn thì bằng từ take nào? No for an answer. Take no for an answer. Take no for an answer. Take no for an answer. Tức là không không chấp nhận. Không chấp nhận. Chúng ta sẽ kiểm tra đáp án. Có thể là đây người ta sẽ chấm viết hoa bình thường. Ok, nó đi. À, không có chỗ check đáp án đâu. Rồi ạ. Và đây chính là đáp án chính xác nhé. Em có thể chụp lại màn hình hoặc ghi lại ạ. Tiếp theo, đọc đoạn hội thoại và người nào muốn nhờ cái hoạt động sau đây, stay at home là Nick hay là Phong muốn ở nhà? Bạn Nick hay bạn Phong muốn ở nhà? Bạn Nick rủ này, let's go out. Và ai muốn ở nhà? Bạn đọc kỹ đoạn hội thoại giúp cô ạ. Bạn Nick hay là Phong ạ? Rồi dành cho các bạn một Nick cô. Nick ạ. À? Nick cô. Vâng. Nick muốn ở nhà. Nick hay Phong muốn ở nhà? Phong muốn ở nhà. Phong. Phong. Play computer games. Ai ạ? À? Ai muốn ở nhà để chơi game ạ? À? Phong. Ok. Vậy ai là người muốn ra ngoài ạ? À? Go outside. Nick. Nick, Nick, Nick. Ai muốn đi bơi ạ? À? Nick. Rồi ai muốn tránh, ai muốn tránh bị giám nắng ạ? Phong ông. Thế nhé. Yeah. Bài số 2 ạ. Chúng ta sẽ chữa nhanh thôi. Bài này ngắn không có không không quá dài đâu ạ. Met Mitchell in the box with the health problems. Đó là vấn đề về sức khỏe. Then listen and repeat. Phần listen repeat bỏ qua chúng ta nối thôi ạ. Number one, bạn nhìn thấy là cái cô này cô đang bị làm sao đấy? Flu là cảm cúm này, chúng ta nối từng đi. Xem là cái đoạn nào là cảm cúm đây ạ? Bức tranh nào? Cảm cúm ạ. Bức tranh nào? Hắt hơi sổ mũi đấy ạ. Number 3. Allergy, dị ứng à? Chỗ nào bị dị ứng à? Số 1. Okay. Số 6. Hiểu luôn. À số 6 là gì ạ? Số là mụn. Mụn mụn là đâu ạ? Đáp án nào ạ? Spot. Spot. Okay. Six is spot. Next one. Put on weight. Put on weight. Tăng cân à? Tại sao phải tăng cân? Chỗ nào ạ? Đây. Put on weight là em nói cô 4, số 4. Em nói cô là ok. What? Sao em? Không không cô ạ. Ok, six needs. Có sunburn, sunburn. 5. Number 5, ok. And six needs. The last one, we'll check John's. Am I right?
Bạn lưu ý hai cái này nhá, không có em thấy hay bị nhầm lắm rồi sao? Cái cảm giác mệt mỏi thì thường gọi là sickness. Sickness là mệt mà, ốm mệt, mệt mỏi. Thế còn flu là cảm cúm thì thường có những biểu hiện như là hắt hơi, sổ mũi. Đấy, đi thi có thể họ cho em những cái bức tranh kiểu như thế này để mà thi đã. Okay, chúng ta chuyển phần nhé. Có ghi kịp không ạ? Các bạn không cần ghi như này đâu. Các bạn ghi ví dụ như là 1B, 2F, 3A, 4C, 5D, 6E thế thôi. Chứ chúng ta đừng ghi cả từ này ra nhé. Vì trong sách họ đã chứa từ đấy rồi. Mình chụp lại màn hình giúp cô ạ, nếu cần. Bài số 3 là người ta bảo các bạn là hãy đưa ra các vấn đề để giải quyết, đưa ra lời khuyên đấy, được chưa? Aware hả? Vậy thì cái vấn đề này là vấn đề nào, nối với cái nào? Một, well hả? Tại sao là phải well hả? Tại nắng nên cần à, vậy thì là bức tranh nào ở đây ạ? E. Một đi với E ạ? À, một đi với C chứ không? À, một đi với C ạ. Vâng. Sách, trong sách, trong sách. Em xong ra. If you wash your hand regularly. Wash your hand regularly. Hãy rửa tay thường xuyên đi. Đi với cái D. nào? A. D ạ. D. D đây rồi. D. B ạ. D. 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 Đấy, đây ạ. Đây ạ. Tiếp theo ạ. Be careful with what you eat and drink. Hãy cẩn thận với cái gì mà mình ăn mình uống. B. B. Exercise regularly. Tập thể dục thường xuyên đi. A. Đấy. And wash your hand, wash your face, rửa mặt thường xuyên. Thế thì lấy cái đầu của cái đầu đấy là. Yeah. Sách bọn em viết khác của. Sách sách thứ tự sách khác. Khác à? Vâng. Ok. Ừ. Sách là một C. Thế hả? Thôi chúng ta theo cái trên này nhá. Theo trên đây nhá. Vâng. Dạ, ta sẽ kiểm tra. Vâng. Nhìn tranh mình biết mà, đúng không? Thứ nhất là nhìn được nghĩa, thứ hai là nhìn tranh. Thế bây giờ đi thi người ta sẽ cho em bức tranh như này, người ta bảo em chọn 1, 2, 3 đấy, bộ ABCD thì là mình sẽ phải chọn như thế. Còn là matching, có bài matching nói là sẽ có những bài kiểu như thế. Thế đó, bài của các bạn đến đây là kết thúc rồi. Nhiệm vụ của các bạn là về học từ mới và nếu cần thì luyện lại, mình gõ giúp cô là sách mềm tiếng Anh 7 tập 1. Có những bạn sẽ ra và có những bạn sẽ không. Bởi vì là có những cái máy mà họ lại yêu cầu bản quyền, đó là cấp bản quyền đó. Tức là phải cùng cấp mật mã, mà sách của chúng ta mua toàn là hầu hết là sách giả, không có mật nặng mã để vào học. Có những bạn thì có thể là bản nó vẫn sẽ lên thì cái hệ thống máy nó đời cao, được chưa? Và ok, you say goodbye teacher, goodbye whole class, goodbye teacher, goodbye cô again, yeah.